chỉ nói rõ cái sự việc đó. Không có. À, nhưng mà cái câu chuyện cho trước... con xin nói, chính miệng chỉ nói là ổng còn rình với Tấm nữa. Trời ơi. À. Cái này á là không có. Không có 100%, con chưa từng nói cái gì về chuyện này hết. Bình thường là không có đánh nó, chỉ là phạt nó thục dòng như vậy thôi. Bình thường mình theo thẻo dít tùm lum này là cái này là quá tai. Thẻo cũ này á, cái này á ban đầu nó nói á là ba lấy càng chích đánh nó. Vậy là sao? Cái sau nó nói là mẹ lấy cái cô với cái điện thoại. Chú hỏi lại cái vấn đề này. Dạ. Là con kể mấy chú nghe trên cộng đồng mạng nghe là cái ngày mà con về đây con có rủ chị hai con về không? Tối đó con nói với chị là sáng nay con về nghe xong cái chị cùng nói là gì giờ mày về rồi tao giờ tao sao? Vì nếu mà mày về rồi là tao còn khó về nữa. À, con gái này con có lúc mà anh trai nói vậy con có muốn về hay là sao? Con đang đi làm, con đang học nghề. Mà em con có nói như vậy không? Em có nói gì vậy không? Dạ không. Ngày tối đó không có. Bà ngồi ăn cơm. Mẹ Trung. Mấy anh cứ nói là em ép con em đi về. Em đâu có ép con em là phải đi về Tây Ninh. Không ép mà sao mà quẹo sao từ Tây Ninh mà lâu quá từ quẹo về tới đây. Để chị nói trước đi. Ở đây á là đang nói cái vấn đề á là ảnh ép. Ảnh nói là để cho chị nói. Em nói trước đi. Mình vô đây là chỉ mình bày tỏ cái cảm xúc chứ không mình vô đây là mình không có cái vụ mà mình phải tranh qua lại. Dạ không có vụ cãi nha. Đúng rồi. Đúng rồi. Có gì anh Tâm á, anh cứ khẳng định là em sẽ trốn về Tây Ninh trong ngày hôm nay. Cái clip còn, anh nói em á là trốn đi trong âm thầm vậy là mấy cộng đồng mạng hiểu là sao đúng không? Nhưng mà em đâu có trốn đâu anh. Em còn ở đây đến thứ hai em còn đưa con em vô xã nữa chứ không phải ở đây không. Rồi những cái tin nào ai báo cho anh biết là em sẽ trốn đi trong ngày hôm nay, anh kêu người đó ra giùm em. Cái gì của mình là mà bất xúc đó mình nói ra. Còn trên mạng á, con thấy á, có một clip mà có người đăng lên là cha dượng chích điện con, vợ. Con yêu cầu gửi xuống, clip đó không có. Con nói là chiếc điện ngay, chiếc điện cái clip đó của ai em? Con gái? Cái clip đó là hình như là của ai thì con không nhớ nhưng mà có người đăng lên là cha dượng chích điện con vợ. Con phải nói rõ, con phải nói rõ chính xác. Nhưng mà cái nội dung đó là chích điện ai con hay là em trai con? Em trai con. Thì cho em trai con nói lên tiếng đi. Con xin nói, có. Tại vì hồi lúc mất cái nón của bà con con tìm không thấy. Để kẹp vô bé giùm em. Bây giờ mình để cái bàn xích đẳng đi, mình để thôi bây giờ đây gom đi. Rồi gia đình mình gom lại bàn gom, đi để hết nhà mới thu được. Cho hai đứa nhỏ, cho hai chị em ngồi kế bên đi. Hai chị em ngồi kế bên đi. Rồi anh chị ngồi khép rồi chị. Đúng rồi, cho gần ở đây rồi. Rồi tôi biết cái bàn kéo lại chút xíu rồi. Nói là cha dưỡng chích điện. Mấy anh thấy không? Cha dưỡng chích điện con khỏe. Rồi, nói đi. Cái đó là tiêu đề theo nội dung để cho cháu. Mấy anh đâu có đưa tiêu đề vậy được. Rồi để hỏi em trai nè. Tiêu đề của anh phải có chính xác cái vụ việc gì mấy anh mới đưa tiêu đề lên. Còn cái này anh đưa lên anh đem cái danh dự người ta ra để mà mấy anh câu view câu like vậy là không có được. Rồi bây giờ chị cứ bày tỏ đi. Rồi cái vấn đề anh chơi mà. Nói từ từ thôi. Con xin nói có. Mày cái gì có là mày nói có, không là mày nói không. Nãy giờ chị với mẹ nói là cái là mày bị chú đặt là sai cái nội dung, là trong cái nội dung đó là không có chích điện con, nhưng mà thật sự trong cái nội dung cái tiêu đề đó là có chích điện con không? Có. Chỉ là hù nó thôi. Hù lúc mất cái nó con. Chỉ là hù nó thôi chứ chưa đụng vô mình nó. Hồi lúc mất cái nó con tìm không thấy, cái con đi ngang cái càng chích vào mông bóp. Ông bớt con không chích không? Chỗ nào cũng chạy? Dạ ngay giò. Chích con có điện giật con không? Trời không có. Nhưng có hành động nhỏ. Chị nhớ không? Để nó nói dạ. Nhưng có hành động chị. Có hành động là không có. Mà để nó nói. Để cho bé nói đi. Bây giờ con nói bình thường. Có sao con nói vậy? Con không có nói thêm nha. Con không nói thêm. Đúng rồi. Có sao con nói vậy? Nói cho đúng sự thật. Đúng rồi. Có sao con nói vậy? Mấy chú đây là đẩy truyền thông. Yêu cầu cái sự thật là con cứ là sự thật. Ở đây là mấy chú là kẻ giữa, không binh vực ai hết. Có sao con nói vậy? Rồi sao con nói tiếp đi con. Chích con là con đi tìm cái nó, cái lúc cuối cuộc ông dụng trong cái thùng già của ông
con hùng gà con hủ. Ê, con trai con nói gò to là con nói lớn lớn chứ lớn lên. Rồi đó, rồi hôm nay là cháu gái nè. Con điện người nhà điện cho chú Vũ cũng như là mấy người ở đây xuống đây đến chính cái sự việc của con. Thì con cứ bày tỏ lên mạng xã hội, trong đó thì cũng có em con ngồi ở đây. Mấy chú chỉ là truyền thông để trên mạng xã hội cứ nhìn nhận cái nào là cái đúng cái sai. Bớt ra đi, con người ta ấy bày bớt ra. Con có gì là bức xúc những lời em con nói là không biết. Nít nông biết làm cái gì lại đây mà, ông biết không? Con cứ nói chuyện đó là không có. Chỉ là ban đêm á, có con Út nó ngủ, ba con thì đi chích tới 1, 2 giờ khuya mới về. Ông ngủ trên võng, mẹ con á là nằm kế một bên em con ngủ. Tới 4 giờ là mẹ con sẽ đi bán. Sau đó thì mẹ mới kêu con qua đó để mà nằm với em, giữ em. Thì á, ổng con ngủ là con chùm mền hết chân, hết tay luôn à, đâu có thấy đâu. Cái ổng tưởng đâu là mẹ mới chàng cái tay ngang. Xong cái con mới tóc mền ra thì mới nói là mẹ mày đâu. Cái con mới nói mẹ con đi bán rồi. Cái nói nếu như mà mẹ đi bán rồi cái tóc mền chạy ra ngoài đâu có đi vô đâu. Còn về cái chuyện á mà con đứng chải đầu trước gương mà giỡn á, là cái chuyện đó thường xuyên xảy ra, giỡn với mẹ con nữa mà. Đây nè, bụng heo nè, nên là giỡn hoài xảy ra bình thường. Còn cái chuyện đó em con á, nó nhìn vậy nó nói vậy chứ không phải là vậy. Con xin nói nha, chính miệng chị kể cho con nghe. Con không có kể, cái đó là con kể hết với người nhà, kể cả Út con nữa. Hai chị em cứ nói chuyện với nhau. Con nói gì tính? Hai chị em có khúc mắc gì nói với nhau. Con nói đi con. Do chị kể cho con nghe chứ con cũng chưa gặp lần nào hết. Chị kể như thế nào? Chị kể như thế nào con có nói lại. Là ổng ôm chị, lúc bố mấy mẹ đi bán là chị qua đó chị nằm cái ghẹo chọc này kia ôm chị. Cái đó chính miệng chị kể cho con nghe. Cái đó là con về, con kể với tất cả người nhà, kể cả mẹ con. Thì ba con đã nói lại với mẹ con rồi. Kể cả cô Út, dì Út con đều nói hết, tất cả. Nhờ mấy chú nói đó, em chỉ muốn nói á, là bây giờ á, cái chuyện này á, nó đã tới chính quyền, đúng, đánh, chịu trách nhiệm. Đánh con, dạy con, bây giờ là nó đã có dạy rồi đó. Mà cha bây giờ đã đưa, gì mà để đánh đưa đánh tới chính quyền rồi, thì bây giờ chính quyền xử sao mình chịu dạy. Em không chối là tại vì những lúc đánh nó là em đi bán, em không có nhà. Nhưng chị, em nói này nha. À, chị có biết là một bên tay của bé Tính đó, nó đã đi khám rồi, nó đã bị tổn thương hết một tay, là bị thủng màng nhĩ rồi. Đây, chị em có biết nói điều đó không? Cái đó em nói cho anh biết. Từ hồi năm mà nó học ở đây á, là nó đã bị ông thầy Khải nhéo giãn dây thần kinh rồi. Tất cả ở khu dân cư đều có, anh cứ việc đi xác minh. Là ông thầy Khải đã nhéo nó giãn dây thần kinh rồi. Bây giờ á, nếu như thằng kia nó đã đánh thì một lần nữa là nó phải chịu trách nhiệm. Đi khám còn quần đỏ, còn rõ ràng luôn. Không, cái đó tôi không chối là thằng kia nó không quánh. Thằng kia bây giờ nó vẫn chấp nhận nó quánh. Bây giờ ai đã đưa tới chính quyền xử sao chịu vậy. Em chỉ nói vậy thôi. Chứ em không chối là không có quánh. Nói chung với cha dượng. Mà còn nếu cha dượng nói gì mà để đánh được con vợ đó. Bây giờ tôi hỏi ông nè. Từ lúc mà con 1 tuổi, đúng không? Nó ở với bà ngoại. Một tay tôi gửi tiền và tôi nuôi, ông có nuôi nhà nào không? Còn thế nhớ không? Lại cái đợt Bình Dương em còn em, nhớ không? Để nói đi. Để cho chị nói trước kia. Ông ẩm con về dưới ở được bao nhiêu lâu? Ông đem lên ông thả giữa đường. Hai đứa phải đi bộ về đây. Đi bộ đi lang thang về đây. Tất cả người ở khu dân cư này đều biết. Tôi đem con tôi nuôi nay mười mấy năm rồi, chẳng lẽ nuôi không được dạy? Nếu tôi không được dạy bây giờ nó có được dạy không? Rồi, nếu tôi không dạy bây giờ mấy đứa này nó có anh nó có được dạy không? Hay là nó còn hơn nữa? Rồi cái thời gian anh đi tìm kiếm em cái năm mấy trời. Nói chung á, nè, mình nó đã hết duyên hết, mình đã hết duyên hết nợ. Thì cái chuyện của mình á là nó không có còn quan trọng nữa. Mà con bự nè. Bây giờ hai đứa này quan trọng là hai đứa này thôi. Bây giờ nó muốn ở với ai là tùy. Tôi vẫn nói. Bây giờ á, con lớn rồi, nuôi mười mấy tuổi rồi. Bây giờ muốn ở với ai cứ việc đi, mẹ không giữ. Cho em hỏi cái là trên pháp lý là anh chị có ly hôn chưa hay là vẫn mới trên pháp lý vẫn còn là vợ chồng, nhưng của tôi đã hơi năm 12 năm rồi. Có nghĩa là chưa ra tòa? Chưa ra tòa nhưng đã ly thân nay 12 năm rồi anh. Cứ con này về thì thằng này đi không có nhà. Con này về thì em điện em kêu anh về ký đơn cho em ly hôn, tại vì hai đứa không có tài sản chung, không có bất kỳ thứ gì hết.
chỉ có cái tờ giấy kết hôn thôi. Về ký đơn, anh vẫn nói, anh nói là bây giờ mất đi làm rồi, không có về được. Mà cái chuyện đó nó không có quan trọng. Bây giờ em chỉ muốn đính chính lại cái vụ việc đó thôi. Còn bây giờ á, cái chuyện quánh thằng quẹo nó đã tới chính quyền rồi thì cứ để chính quyền giải quyết đi. Em cũng ở đây chứ em chưa có đi, mà anh Tâm anh đừng có gài em, mà anh nói em cái kiểu mà mẹ sẽ trốn đi trên Tây Ninh trong ngày hôm nay. Em không có lý do gì em phải trốn đi hết á. Ai nói em trốn đi, anh kêu người đó ra đây nói chuyện với em. Còn ai nói em bắt ép con em đi, kêu người đó ra đây. Cứ kêu đủ mặt ra hết. Những ai nói mà cái clip mà anh mới vừa đăng lên em mới coi, em tức quá em mới điện thêm lần nữa. Em chưa có đi, em còn ở đây, em còn ra tới xã mà. Những ai mà đưa tin mà sai sự thật về em đưa ra xã, em nhờ chính quyền giải quyết. Em cũng có nhờ cái kênh của anh Đặng Văn Phúc, ảnh có kêu em là giải quyết cái này xong đi rồi em về đây. Anh sẽ giải quyết, anh sẽ làm cái clip cho em đính chính lại sự việc này. Mấy anh cứ việc đưa tin theo những gì em nói đi. Thì anh xin nói vậy, thì tất cả anh em đây là truyền tải thông tin là cũng do bé Tính cung cấp. Dạ. Anh em đã đứng chính với Tính rất nhiều lần là con nói gì phải đúng sự thật nghe con. Là nó nói là con hứa với chú là con nói không sai một lời, là con nói đều là sự thật. Cho nên là anh em truyền tải thông tin là theo lời những của bé gì Tính thôi. Mấy anh làm YouTube mấy anh cũng biết, mấy anh đưa lên mạng là cả một cái danh dự của con người ta. Danh dự của người ta tạo ra một đời chứ không phải một ngày anh. Mấy anh chưa nghe hai phía, mấy anh cứ đẩy lên, đẩy lên, đẩy lên. Thì gia đình em, anh biết khó sống cỡ nào không? Chính vì chỗ muốn đứng chính lại cho nên là cuộc trò chuyện hôm nay mình muốn cho em với lại con em là Tính để gặp mặt với Vi. Thì coi em mình có nói đúng vậy hay không? Ở đây là đang đứng chính. Còn về chuyện mà nó bị đánh á, là lần đầu là nó dắt con Út đi ra ngoài đường, mà trên Tây Ninh á, là xe tải chạy rất là nhiều. Trong cái xóm đó đã mất hết 3-4 đứa con nít rồi. Nên là không cho nó ra đường. Không cho nó ra đường. Xong rồi á, nó mới dắt con nhỏ đó nó đi ngoài đường. Cả nửa tiếng đồng hồ kiếm thì không thấy ở đâu hết. Về nhà mới giận quá quýnh nó. Con nói lần đó là có, nhưng lần sau con đi mua kem không ơi, không dưới tiếng, nửa tiếng đồng hồ. Đi mua kem mà vô tiệm đồ hai chơi. Em không cãi. Để chị nói đầu thẳng mình nói. Mẹ đừng có chen vô. Cô, để cho mấy bé nói được không? Chờ nó nói hết. Đi mua kem hơn nửa tiếng đồng hồ, vô tiệm đồ chơi kiếm thì không thấy. Bây giờ nè, hai chị em nè, cần phải có một cái tiếng nói chung. Ví dụ, như em mà nói có gì đó không đúng sự thật thì chị đưa ra những cái đó có lập luận để làm sao chứng minh cái đó không đúng sự thật. Hoặc là ví dụ như em cảm thấy là bé gái đây nè, cảm thấy là con bị quan hay là sai rồi đó. Nói với em trai, rồi đặc biệt là Tính nè. Con phải khẳng định lại cái lời của con đó, những cái mà con chia sẻ lên thật sự là ảnh hưởng rất nhiều lắm mọi người đó, nên là con ở đây con ngồi với chị hai nè, hai chị em á nên có cái tiếng nói chung lại với nhau. Ví dụ có cái thông tin nào đó sai lệch thì con nên đính chính lại, con hiểu không? Còn em nói anh á là cái chuyện đánh á là nuôi con là sẽ có đánh, bất kể ai cũng vậy, con ruột mình cũng vậy thôi. Anh dạy con sao mà không dạy nó mà không rơi không giọt được. Đường nào cũng phải có quánh, còn bây giờ đã đánh, lỡ tay đánh, chấp nhận, bây giờ đưa ra xã rồi. Thì để chính quyền nó giải quyết cái chuyện đó đi. Em không chối. Không chối bỏ dù bây giờ bắt đi hay là phạt hay là xử sao là chịu vậy. Cái vấn đề dạy con thì đồng ý rồi, ai cũng dạy. Nhưng mà thương thì cho gơ cho giọt, nhưng mà cũng mức độ. Chứ không phải là đến mức độ thương tích như cháu bé trên người thì... Em cũng đã, em nói anh là đánh xong về buổi chiều cũng có cử lộn âm thầm rồi. Em cũng nói rồi. Thì bây giờ cái chuyện nó đã lỡ vậy rồi. Bây giờ em hỏi anh, không lẽ một lần đánh con, một lần cử lộn là một lần thôi. Bây giờ không lẽ một lần thôi là một, rồi thêm con mình sau này nó sao nữa. Em không muốn con em nó khổ với hai đứa này nữa. Chị, mỗi lần cháu nó bị đánh vậy chị có biết không? Nó đánh về, có lúc á là nó không nói cho em nghe, nhưng mà có lúc nó cũng nói cho em nghe. Em cũng nói, em cũng chửi. Mà sao con nói với mẹ là ổng đánh con điếc bên, cái ổng là con nói giống, ổng quýnh con thêm. Xong cái ổng nói là con mét, rồi ổng còn quýnh con thêm nữa. Mẹ nói cho con nghe nè, con nhớ lại đi. Con nói con phải nghe, con phải nhớ cho kỹ. Cái lúc đó là phạt con thôi chứ không phải là quánh con. Nhưng mà có cần quý quá đáng không? Chỉ phạt thục dầu mà quá đáng cái gì?
đúng không? Đúng là đằng sau là chỉ phạt con thôi. Căng tay mà căng bằng hai cục gạch hai bên hả? Chỉ phạt con thôi chứ không phải là đánh con. Cái đó là ai phạt con? Con cứ nói thẳng lên. Con nói chia sẻ đi tính. Con nói là phạt. Chứ không phải là đánh con lần sau. Nhưng mà có cần gì không? Cái vấn đề phạt cục giòn căng tay gì đó. Căng hai cục gạch hai bên thì con có không? Có thì con cứ nói có lên, thì con cứ nói bình thường chứ giờ đâu ai nói gì con nữa. Bình thường là không có đánh nó, chỉ là phạt nó thục dầu như vậy thôi. Bình thường mình theo thẻo dít tùm lum này là cái này là quá tai. Sao thẻo cũ đây trên thẻo cũ này á. Cái này á ban đầu nó nói á là ba lấy càng chích đánh nó. Vậy là sao cái sau nó nói là mẹ lấy cái tô với cái điện thoại. Cái thẹo trên đầu này từ đâu ra? Cái thẹo của nó hiện tại bây giờ nếu ai không tin tôi dắt về tới đây nên xác minh. Lúc làm bên lò gạch cũ này ở đâu ra? Đây, cái đó để em nói hết, đừng có cãi lộn, không có cãi lộn. Ừ. Tôi nói cái thẹo đó đó. Kể cả hai vợ chồng heo làm chung bên lò ở bên Campuchia vẫn nói. Vẫn biết là cái gạch của người ta nó leo lên nó té. Bây giờ một lần thì nó nói là thằng kia lấy càng chích đánh nó. Một lần thì nó nói tôi lấy tô lấy điện thoại đánh nó. Rồi bây giờ biểu tôi nói làm sao? Bây giờ nếu không tin cứ việc lên sớm trên tại trạm xác minh. Cứ mỗi ngày tôi đi bán về đều bị người ta mắng vốn. Camera người ta quay đầy nhà. Cần thiết cứ lên trạm thôi. Bên Campuchia con chưa bao giờ leo lên cái vụ gạch. Rồi con nói vậy thì mẹ chịu. Còn cái càng chích, cái vụ càng chích đánh lên đầu là không có, nhưng mà quất ngay cái lưng con. Mấy anh coi. Rồi cái thẹo trên đầu. Mẹ lấy cái điện thoại với cái tô đánh lên đầu luôn đó. Mà mày chỉ từ ly từ tí cho nó. Sao mà tôi lý do có thẹo bởi vì con mới nói. Rồi rồi. Bây giờ tôi nói nè, tôi chịu quánh. Đừng có tôi chịu là tôi đánh. Con dạy là phải đánh, cái chuyện mà đánh bây giờ thằng đó nó đánh quá tay, bây giờ chính quyền xử sao chịu vậy? Ở đây mình không có phân trần cái vụ đó. Mình không có phân trần cái vụ đó nữa. Ở dưới cứ việc lên nếp dạ, là quá trời đúng chính lại để chi? Tại vì cháu nói cái vết thẹo dài trên đầu của cháu là do chị tác động bằng điện thoại với cái tô. Đó, thì bây giờ chị có thể nãy giờ chị nói là do cháu cái gạch, nhưng mà bây giờ cháu nói là không có rồi. Thì có những người làm chung lò gạch người ta đều biết. Mấy anh không tin mấy anh cứ về xác minh. Hiện tại bây giờ tôi dẫn về tới Tây Ninh cho mấy anh xác minh. Những người đi làm chung. Rồi chị có thể nói thêm thì cái sẹo cũ của cháu trên chân mấy đường nó là ở đâu ra chị? Tôi nói riêng mấy cái thẹo kia tôi không biết ha. Riêng cái thẹo này là nó té xe. Nó chạy chiếc xe đạp nó té nó về nó ngồi nó quào về. Là một cái thẹo này. Cái thẹo dưới này nè, hai cái thẹo này là chính bao quýnh nè. Hai cái thẹo dưới này nè. Mà bây giờ mình không có đính chính là đánh hay không, đã chấp nhận đánh rồi. Lúc đánh là mình không biết nó đánh chỗ nào đâu. Nói thẳng là vậy đi. Bây giờ vậy đi, bây giờ chị có đồng ý để cho bé tính đi bệnh viện để mà giám định vết thương. Được chứ. Cứ việc đi, tôi dắt đi. Tôi sẽ dắt đi với ba nó. Có vẻ như là em rất là bức xúc vì việc của em. Em nói là không biết giải thích lắm không? Nhưng mà em có coi nó đang lên nhà. Dạ có. Có coi từ đầu là bé tính cái không chịu lên để nói. Nhưng mà Huy có biết vì sao mà tính lên để nói không? Sao nó là coi hết. Bé tính nó chỉ muốn là chị về. Sợ nguy hiểm. Em không có gặp gì nguy hiểm hết, tại vì em đang đi làm. Chị đang nói là tính cái mục đích tính lên mạng để làm gì biết không? Nó nói là nó muốn cứu em về đây. Nhưng mà em đâu có bị xích đầu hay là xích như chó nhốt trong nhà đâu. Chị lo cho Vi thôi. Chị về, hiểu không? Cái mục đích chính của bây giờ con nói tóm lại là con muốn lên đây. Con kêu mẹ điện vô đính chính cái chuyện gì thì con cứ việc nói nè, xong là thôi. Gái nè, em cứ bình tĩnh. Em bức xúc, con bức xúc. Bức xúc hay có gì đó cảm thấy không quan. Cứ nói là cô đừng có nóng quá, nó sẽ không sẽ ảnh hưởng tới con. Nói chung là con cứ bình tĩnh. Ví dụ nói chuyện nói từ từ. Đúng rồi, có cái tin gì đó mà ảnh hưởng tới con cứ giải bài ra, đừng nóng thì sẽ bất lợi cho con. Ngay cả em trai con hai đứa cũng vậy đó. Cứ bình tĩnh. Không gọi chỗ nào, hai đứa cứ nói với nhau và cứ trình bày lên. Quẹo tính thì nói là cha Dượng có những cái hành động giống như là không hay đối với chị của mình.
đó thì quẹo nó nói là mấy chú ơi, cha dượng con có những hành động cũng như là không tốt đối với chị con, và mấy chú cứu chị con về, cũng như là ý của quẹo là tốt cho chị, và cũng có là những cái hành động của cha dượng như ôm ấp rồi ghẹo chọc gì đó. Thì ngày hôm nay là cháu Huy nè gọi mấy chú ở đây để con đính chính là sự việc là cha dượng có hành động đó đối với con hay không, đúng như lời của em con nói là không, thì con cứ đính chính, thì con cứ nói rõ cái sự việc đó. Không có. Nhưng mà cái câu chuyện cho trước... con xin nói, chính miệng chị nói là ổng còn rình với tắm nữa. Trời ơi. Cái này là không có. Không có 100%, con chưa từng nói cái gì về chuyện này hết. Con chỉ là em con nói quan cho con. Ngay buổi chiều đó mẹ đi quán. Vậy là nó quan cho con. Bà chưa thấy nó nói dối đâu. Bà chưa thấy nó nói dối đâu. Con đừng có nói quan cho chị nha con. Có sao nói vậy? Con nói chính miệng chị nói với con. Tôi nói con không biết. Còn con á không có lý do gì mà tự nhiên mà nó đang ngồi mà mình đánh nó đâu. Mình cũng phải có cái, nó phải có cái gì mình dạy không được mình tiếp tối, không bao giờ ngồi mà tự nhiên mà mình đá đầu mình đánh nó hết. Chị, em nói chị nghe nè, cái giúp con nít á. Bởi vì nó nói chuyện khác nhau, bởi vì ai tin nó thì mình cổ. Không, bây giờ mấy ai con chỉ bây giờ con nói, con muốn cái gì đó con nói ngắn ngắn gọn là một cái xúc tích. Con muốn đính chính cái chuyện gì là chuyện đó là xong, còn cái chuyện đó mà bây giờ cha dượng đã lỡ đánh con vợ nó đã có tội rồi thì cứ để chính quyền xử lý đi. Con chỉ đến chính cái việc á mà cha dượng sàm sỡ con á là không có. Là đúng rồi, là con nói là cha dượng không có có đụng chạm tới con đúng không? Rồi tính nè. Dạ. Con nói là chị hay tâm sự với con nhưng mà con chưa có tận mắt nhìn thấy. Con chưa tận mắt nhìn thấy, chính miệng như nói với con thôi. Chị nghe chị hai tâm sự. Dạ. Nhưng mà bây giờ chị hai nói là chị hai không có tâm sự với con, rồi là chú biết tin ai và chú biết tin đâu là sự thật. Con không biết từ chuyện gia đình mà bây giờ nó thành vậy. Nhưng mà con theo cái bản thân của con nè, con suy nghĩ là ví dụ như những ngày nào con ở chợ đó là tánh của chị hai như thế nào và ngày hôm nay chị hai như thế nào, con có đưa cái cảm xúc đó. Có lần á thì chỉ ngồi thực tế là con bực. Có lần á thì chỉ ngồi nói với con này kia gì nó không ưng ẩm từ lưu, con cũng không biết cái giò xuống. Bởi vì con mới về đây con nói vậy đó, nó bự, cái giò nó bự. Nó lớn lên con. Rồi còn con muốn đính chính cái vấn đề mà em con có nói con là hai chị em bàn trốn với nhau. Rồi con thì nói không có. Rồi như vậy con có muốn nói gì không? Chuyện đó là con không hay không biết. Nó bị đánh xong 4 giờ mấy sáng là con với mẹ con lên xe đi bán rồi. Không, cái vấn đề em nói là hồi ở bên Campuchia. Bên Campuchia thì có một lần. Nhưng mà từ đó giờ sau là không có. Đúng rồi, thì em chỉ nói có lần đó thôi. Dạ. Chú hỏi lại cái vấn đề này. Dạ. Là con kể mấy chú nghe trên cộng đồng mạng nghe là cái ngày mà con về đây con có rủ chị hai con về không? Tối đó con nói với chị là sáng nay con về nghe. Xong cái chị cùng nói là gì giờ mày về rồi tao giờ tao sao? Vì nếu mà mày về rồi là tao còn khó về nữa. Con gái này con có lúc mà anh trai nói vậy con có muốn về hay là sao? Con đang đi làm, con đang học nghề. Mà em con có nói em gì vậy? Có nói em có nói gì vậy không? Dạ không. Ngày tối đó không có. Bà ngồi ăn cơm. Con đừng có nói vu oan chị hai nha, cái sau nó thật nha con. Còn cứ nói con mà. Nói thiệt hết. Có không có nói dắt được nha con. Ừ, đúng rồi, có nó con không có nói dắt gì hết á, con nói thiệt đó. Con nói là không có, tại vì á năm mấy sáng nó đi hồi nào con cũng không hay. Con đi với mẹ con. Nói chung là cái vấn đề này không phân trần được thì cứ ai như quan điểm sau cứ nói lên vậy thôi. Chứ người nó có người nó không cũng không ai giải quyết được. Nhưng mà cái lúc mà bên mình kế mà mình không bị sàm sỡ thì cuộc sống mình sau này nó dễ sống. Vậy là xong. Rồi con gái mới nói đi. Cái lúc cái quan điểm mẹ con vừa nói đó. Cái lúc mà bên Campuchia là con với lại em trai là có bỏ trốn đi đúng không? Có bỏ trốn một lần. Tại vì lúc đó là em mới vừa dắt nó qua bển mà nó nhớ ngoại nó là nó lại về. Nhưng mà em đã đưa nó qua bển là gần 9 giờ rồi là không có đi được. Rồi nó đòi đi ra ngoài, nó đòi đi về mà qua khẩu là không có cho. Rồi nó đi ra ngoài tấp ngoài đầu đường là em rước hai đứa về rồi. Ủa, nếu như em nhớ không làm, nếu gần dính dịch thì mới gần đây thôi chị. Chứ đâu phải lúc nó còn nhỏ đâu mà nó nhớ. Không phải nó còn nhỏ anh. Dịch hồi năm rồi chị. Dịch mới vừa đây chị. Trước lúc mới bùng. Em nói là trước lúc dịch đó là gần dính dịch rồi đó, là lúc đó là đã hơi có rồi. Nhưng mà người ta chưa có đóng khẩu. Tụi em đi qua là đi qua khẩu Lò Gò.
tụi em đi qua là đi y như thể là mình đi chui á anh. Mình đi chui á là chỉ có người lớn mình là có ông chủ ông dắt đi là mình mới về được thôi. Còn nếu mà khơi khơi là đi qua người ta không cho, tại vì mình đâu có đi bằng bách bo đâu. Đó là hai đứa nó nhớ ngoại nó đòi về, là em mới vừa rước hai đứa đi qua bển thôi. Là hai đứa nó nhớ ngoại nó đòi về mà em không có đưa về được. Bây giờ thì cái vấn đề chính ngày hôm nay là cháu gái nhờ mấy chú tới đây đến kiếm sự việc. Và chú ở đây mấy chú cứ truyền tải thông tin. Nếu mà những cái thông tin mà sai lệch thì mấy chú ở đây cũng bị ảnh hưởng về pháp luật. Nhưng mà anh chú Tâm, nhấn... em nói anh Tâm là em không có đồng ý cái clip mà anh đăng lên mà anh nói em là làm mẹ mà trốn đi trong ngày hôm nay, trốn đi trong âm thầm là đã cộng đồng mạng đó là đủ hiểu. Em nói em xin em nói lại với anh là anh gửi cái clip đó xuống cho em. Tại vì em không có trốn đi. Khoan chị chờ em cái để em hỏi là ba cái nha. Anh Út. Dạ. Cái hồi sáng đó là anh điện thoại anh nói chuyện với ai? Nói chuyện với chị Thứ Chín. Dạ. Rồi chị đó nói chị gì Thứ với Chính, anh? Chị nói là mày tranh thủ lên ấy làm đám giỗ rồi. Là quay dạ. Lại là nó con bự nó lấy là ở tới một tới chị hai, 10 bữa nó mới đi. Cái điện thoại đi anh đâu? Dạ. Mà bây giờ là nó để nó ấy rồi sao mà nó đòi dứt con bự đi luôn. Rồi. Đây mấy anh em sẽ cho mấy là, anh là bởi vì chị Thứ Chính chị dạ. Nói là vậy. Cái chị Chính, chị Chính có, chị Chính có đây không chị? Không có, nhưng mà điện điện thoại là bà chối. Bà chối là không có, bà nói là không có điện cái gì hết. À, chị Chính đâu đâu điện cho chị Chính cái cô Chính đây rồi cái ghi âm hả? Cái ghi âm mà ghi âm út á hả? Chị Chính á nghe đi âm đó vậy anh chối. Bây giờ em mở lên cái hồi nãy mà anh Tâm quay á. Nhưng mà cái ghi âm hồi nãy á có cái ghi âm nãy là chú có quay á. Không, cái ghi âm sau. Của Chính đó không? Nói chuyện với mẹ con mà bà chối là bà nói là không có. Em xin đính chính là em chưa hề điện thoại bà, em chưa nói cho bà một câu nói nào. Kể cả hôm qua tới giờ em về em chưa nói chuyện được với bà câu nào hết. Chị mở đi, giờ chị điện cho chị mở rồi. Không, cái đó là cái đó của là cái đoạn ghi âm á, cái đoạn ghi âm đang quay để mẹ gọi cho gì Chính gọi chị chị chưa cầm cái mic anh chị để nghe rõ tiếng chị hai cái luôn cái điện thoại hết tiền hả sao kỳ vậy ứng tiền nó thúc lại con điện cho bạn thôi đừng kết thúc con cứ like trực tiếp đi đâu mà có đứa nào có cái điện thoại không đây nè chị cho chị mượn nè chị bấm số đi rồi điện chị mở luôn rồi lên giùm em 0337 coi trên video là bả nói như vậy nhưng mà khi gọi lại cho bả là bả nói là không có bả chối theo lẽ rồi rồi 769 có trên clip nè rồi chị gái nói chuyện với cái chị gì 0337 không chị dạ đúng rồi cầm lên để cái điện thoại dưới đây cũng được đó không tiếp cầm lên 0337769 đây mà chị coi đúng không ở tù chứ ở tù thì ở tù cho ở tù tại sao anh thở thì anh chịu mà tao cũng không có gì chị khó chuyện ngồi chị nói chuyện với người ta không khó chị mến rồi chị mến nè hồi nãy á có khi nào em điện thoại cho chị mà em nói cái tiếng nào mà em trốn đi về Tây Ninh trong ngày hay là em bắt thằng quẹo đi không mà chị điện thoại chị nói vậy? Em không hề nói chuyện với chị. Em không nói với chị một câu nói nào mà em cũng chẳng có nói là em rước thằng quẹo đi. Em cũng không có nói. Tôi có bao giờ... Đây, em chị nghe em nói nè. Chị nghe em nói nè. Em có nói với chị là em sẽ kêu người xử út lé không mà chị dám nói với con Ni để nó lên mạng nó nói vậy. Để nó đi, về tao ghé con Ni con đó. Con Ni nó đang ngồi ở tại đây, chị muốn nói không? Về ở đây chúng chứ nữa, mày kêu nó chạy tao đi về. Tổ 15 phép nay thì quýt tao về tới. Rồi. À, mấy anh nghe đi, tôi chẳng có hề tôi nói câu nói nào. Rồi, bây giờ chị nói, nếu như bây giờ một hồi em xác minh lại cái chị đó, chị đã chối, chị nói sai sự thật thì em, cái đó là sai. Em lỗi, nhận lỗi của em sẽ gỡ cái video đó xuống.
Chị đồng ý không? Em đồng ý. Rồi, nếu anh nói vậy em đồng ý. Bây giờ em đợi cho chị đó chị về, tại bây giờ một phía em cũng không biết tên ai nữa. Đó, rồi đợi cho chị đó về thì ở đây mình có mặt, có nhân chứng đàng hoàng, mình nói đàng hoàng. Đâu đó thực tế đàng hoàng lên cho cộng đồng người ta hiểu luôn. Ví dụ cái thông tin đó em đăng không chính xác thì em chấp nhận gửi xuống và em xin lỗi chị. Bây giờ đợi chị ở đó chút xíu, chị có ghé đây không? Có. Dạ. Đó rồi về tới đây có nửa tiếng đồng hồ. Tại ở bên kinh Tây Ba bên này. Còn sao? Có mười mấy cây. Giờ này là cái gì đâu? Bây giờ